Đây cả nhà ơi, mình đi ra đây mình sẽ tưới rau cả nhà. Mình tưới rau chút xíu. Đây cái máy tưới mình sẽ kéo ra mình tưới. Bây giờ mình kéo ra mình tưới chút xíu cho nó tốt, cho nó rau nó tốt. Ôi, lạnh lắm luôn cả nhà ơi, lạnh quá trời lạnh luôn. Bây giờ mình kéo đi chỗ lần kia, mình kéo lại chỗ lần kia mình tưới hẹ cái nữa cả nhà. Cái máy này rất là cái máy tưới nước này rất là hay luôn cả nhà. Mình mua cái đồ tưới nước này nè, cái đồ kéo này nè, chắc 2.500 á, 2.500 là ha, là 250 đô đó cả nhà, lương 250 đô. Nó hả, mình kéo ra mình tưới xong rồi nó mình xong nó tự quấn vô luôn cả nhà. Wow, tưới chút xíu thôi, mình kéo cái đó tưới cái đó, xong rồi ở đây mình tưới cái hẹ cả nhà, nhà coi nè, tưới cái hẹ. Nhớ bên đây thêm mấy chậu, bên đây thêm mấy bụi hành của mình nữa, cho nên mình tưới. Với lại bên đây ra 4.5 cả nhà. Gà 4.5 với gào kinh giới. Ồ, gà 4.5 nó đầy nhiều lắm luôn cả nhà. Ồ cả nhà, để quay kì. Ôi trời ơi, trời ơi. Mình đi ra đây nó nãy giờ nó ra không được, nó tưởng nó hết đi đâu, nó la làng xóm nè ông bà chú ơi, khóc thế gì nè. Ôi khóc thế gì nè. Khóc thế gì nè. Mở cửa đi, mở cửa cho má màn đi. Mở cửa được không? Mở cửa cho má màng đi. Lẹ lên, mở cửa cho má màng coi. Ôi trời ơi, lấy vô, hết đi ra ngoài cái xong rồi á. Ba nó với chị hai nó với anh do nó đi vô phòng coi tivi hết rồi. Ảnh một mình đi đăng xăng đi theo hết rồi, hết đi ra ngoài hết. Hết kéo cái cửa lại nó ra không được, nó la làng sướng nè. Mở cửa cho má mà. Mở cửa ơi, mở cửa. Trời ơi, khóc tới gì nè, mơ chú ơi. Ôi, khóc. Đó, đem quay cho cả nhà xem nè. Quay cho cả nhà xem cây bông nha. Cây bông hoa anh đào màu trắng này cả nhà. Ôi đẹp không? Cây đó bên nhà hàng xóm cả nhà. Ô nó nở to hết luôn á, nở to nên đẹp quá trời đẹp luôn rồi. Màu trắng cả nhà ơi. Cây này màu trắng không phải màu hồng. Đó. Ô cây này bự á.
cây này bự quá trời luôn, có một cây mà nó quá trời bự luôn. Đi vô mà cô chú ơi, nó khóc quá luôn rồi, ông bà chú ơi. Đây đây, mấy bạn đi vô nè. Vô, 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 chú mấy bạn đi vô coi. Nè. Đâu rồi? Nhắc rồi. Ôi ôi, con sợ mấy bạn đi mất tiêu hả? Mấy bạn đi đâu mất tiêu hả? Ủa mấy bạn đi mất tiêu hả? Ôi, không có giận, không có giận. Mà thương nín nín nghe, nín nghe. Ôi giận ơi, bao chú ơi, giận ơi, không thèm tao, giận đi luôn rồi, giận nó đi luôn rồi. Xin chào cả nhà, chiều nay mình sẽ nấu canh chua cả nhà. Nay canh chua mình đã có bỏ me rồi, rồi xong rồi ha, cũng nó nêm nếm mớ rồi. Bây giờ mình cho cá vô cả nhà ơi. Chiều nay mình sẽ mình hồi nãy mình mới đi mua hộp thịt tươi xong rồi về mình úp sữa đặc với miếng dầu hào với miếng nước tương với chút xíu hạt nêm đó nha. Xong chút xíu mình nêm chiên đó nha. Canh chua mình gồm có mình nấu con cá chim đó nha. Nấu con cá chim, bây giờ nước sôi mình cho cá vô. Nấu bữa nay có rau thì rau cần tây với bắp cải với cà chua với khóm. Đó. Vậy thôi. Xong bây giờ mình bắt cái chảo lên rồi mình chiên thịt luôn. Cá mình bỏ vô mình cho nó sôi cái nhà. Không có la em nghe, la em, trời ơi tự nhiên la em à. La em giật mình nghĩ. Không đòn bây giờ. Đó, cho nó sôi xong mình bỏ rau vô nữa là xong. Tại khóm mình bỏ vô trước cho nó ra chất chua cả nhà. Rồi bây giờ mình bắt chảo lên mình sẽ chiên thịt. Rồi, phía bên đây mình sẽ bắt chảo lên cả nhà, mình sẽ chiên thịt cả nhà ơi. Mình sẽ bỏ miếng dầu hành phi nè. Dầu hành phi chiên cho nó thơm. Cái dầu kia nãy mình mới chiên cho giòn mới xong cái nha. Mình úp nãy giờ chắc cũng 20 phút đó rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình bỏ vô mình chiên luôn. Cho nó dầu nó nóng. Dầu nó nóng mình bỏ vô chiên luôn. Thịt tươi á, mình mua về úp điện nó ngon lắm, nhà nó mau thấm nữa. Tại nhà mình sẵn tiện đi chợ đó rồi ha. Chiều cái mình muốn ăn cái xong mình thấy hộp thịt tươi cái mình mua hộp thịt tươi về mình úp luôn. Làm điện nó ngon. Chứ thịt ở đây á, muốn ăn cái gì á, bỏ trong tủ đá ra không rồi cả nhà ơi. Đâu có khi nào mà muốn ăn mà chạy đi ra mua tươi là có về nấu không cả nhà. Muốn ăn cái gì đó hả, tối đó là sáng đó bắt đầu bỏ đồ ra rồi xong bắt đầu mới nấu thôi cả nhà, chứ không có đồ tươi, chứ không có phải giống như Việt Nam mỗi lần nấu là chạy đi ra chợ mua. Chiên thành hai lần đó. Đây canh chua nãy giờ cá nó sôi ục ục rồi cả nhà. Đây canh chua nãy giờ nó sôi cá ục ục rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ rau vô luôn cả nhà. Bỏ rau cần tây vô. Sẽ bỏ rau với rau cần tây với cà chua gì vô luôn. Mấy cái rau này lẻ đó. Mình rau cần tây với mình bỏ lẻ rồi xong rồi nó sôi lên đảo xíu là tắt bếp cả nhà. Cái cần tây á nó chín quá nó ăn không ngon, chín quá nó dai nó không có giòn, vừa chín tới thôi là nó ngon. Bắp cải cũng vậy, nó bắp cải nó cũng mau chín đấy nha. Ủa thịt nó rơm mùi thơm quá trời luôn rồi, thịt nó thơm bắt ngát trời mây luôn rồi, nó mềm nó không có cứng. Dạ rồi, phá nữa rồi. Đây nè, ông bà chú ơi, phá nữa nè. Ủa, nó đi to, nó đi kiếm cái này cái kia nó phá không á. bây giờ bỏ xuống là tự đi, tự phá lắm ông bà chú ơi. Em bây giờ hả?
đi nhà đi ngõ ngách nào cũng đi hết, đi vòng vòng kiếm đồ. Thứ nhất là kiếm lại cái chỗ bao để đon này nè cả nhà, tối ngày cứ lại bán đon miếng nè, bán đon thôi. Đầy cái nồi luôn đó nha. Bây giờ mình làm con cá lên cho để dưới nữa hồi nó nát. Cá chim này chắc không có nát đâu cả nhà. Đó. Rất là ngon luôn. Đó, rồi ha, sôi thêm chút xíu chín là mình bỏ miếng tỏi phi vô cả nhà. Cho nó ngon. Vậy ha, nêm miếng ngò ôm vô nữa. Ngò ôm mình mua đông đá thôi cả nhà, chứ ha, ở đây mỗi lần ăn á, mỗi lần mình ăn cuối tuần á, nó đâu có ngò ôm đồ nêm nếm đâu cả nhà. Cho nên hồi mùa đông á, mình mua hả cái đồ nêm canh chua này cái nọ, la số mình mua để đông đá. Còn ngay hè nhiều lúc mình thường xuyên đi chợ thì mình mua tươi mình nêm vô cả nhà. Còn ha, nếu mà ha mình nêm mấy cái đồ nêm nếm này nè, nó phải nó dẹn ngay ngày thứ ba, ngay ngày cuối tuần là nó sẽ hết. Cho nên mình nấu ngay ngày cuối tuần nó đâu có đồ đâu. Cho nên mình phải mua mấy cái đồ nêm này để tủ đá đó nha. Rồi, canh chua được chín rồi nè cả nhà. Ngon không cả nhà? Sôi đùng đùng luôn rồi. Bây giờ mình tắt bếp cho canh chua. Đó. Canh chua mình vậy là chín rồi đó. Mình giờ mình tắt bếp canh chua chút xíu, chiên thịt xong nữa là ha, mình có món canh với món thịt, thịt gan, thịt chiên, thịt khè chứ. Cái này nãy mình chiên một dĩa tỏi giò cả nhà, rồi nó trời nóng đấy mình thả sáo xuống luôn cả nhà, mới chiên một trái giò này. Chứ mình sẽ ăn kèm. Bây giờ mình kéo cái sáo lên, giờ này nó hồi chua nó nắng nó chá quá cho nên mình phải xả này xuống, nếu không nó chá chịu không nổi. Giờ mình chiên thịt cho nó xong. Xin chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm với nhà mình nha. Mời bà cô chú với con nha. Xin chào bà chú. Xin chào ông bà chú. Con xong bà chú con chua. Dắt quậy dắt mình nữa chút xíu nó mà đút cho ăn. Ngay nha. Dắt chắc nó muốn cục xương nó cạp quá. Mẹ cho ăn cạp nha. Cạp cục xương nha. Mà nuôi ra cổ gì đi. Cái cục nào nó bự bự xíu đi, cho dắt nó cạp. Cạp đi. Cạp xong rồi. Bạc chua ngon. Cạp xong rồi chút xíu rồi đi. Ăn xong rồi đi. Xong mình thay đồ. Mâm. Nó có gì cạp nó mới chịu ăn cơm. Cậu bây giờ muốn ăn thịt không à? Món bánh nào? Con nó cạp thịt rồi, ông bảo chú nó ăn thịt rồi nó không chịu ăn cơm nè. Mâm. Giỏi. Gam thịt rất là ngon, cả nhà nó thấm ngon á. Canh chua cá đi con. Canh chua ngon cả nhà. Cạp đã luôn rồi. Ôi nó vừa cạp nó mới ăn cơm. Nó vừa có gì cạp mới chịu ăn cơm, đúng không? Giỏi quá. Mm-hmm.
Doanh đeo cái này cái gì vậy Doanh? Một hộp chốt. Các bà làm gì á? Chú ra làm gì từ xưa nữa. Lỡ là lấy cái này ra xuống. Hai cha con này ăn cơm mà giỡn lên chứ. Cạp ngon quá. Dỗi quá cạp. Cặp tới vậy hả? Màu chú quá cặp lắm. Quá cặp cái này mà xương xương á, tự cảm nó nhiều quá. Mấy anh đúc, không chịu ăn. Mấy vì có cái gì cặp á, mới chịu ăn. Hai đứa không giỡn, ăn để đâu. Ngon quá, bình chua ngon. Mà canh chua nó có cây kim chi nữa cả. Lấy nữa nhiều rau á, ăn không hết. Còn kim chi mẹ ăn canh chua. Nè, nè. Cái gì á? Ấm nhất. Bà. Chị hai cắt ớt cay quá. Hả? Ớt cay. Nó có cái gì cay? Nó nó tiểu xếp. Không phải nấu xí đâu. Này, đã xìm xíu tiểu xíu. Nó xíu. Bơi lưu xuống. Hả? Mà làm cái gì vậy? Ba mẹ bữa nay thương Doanh giữ gấp sạch cho Doanh hoài luôn. Nó sẽ luôn lên xanh luôn. Hả? Mới giỡn, ăn cơm mới mình giỡn. Cho nó có giỡn, cho cho chi. Nhảy nha, cái giò nó nhảy. Cảm ơn Dân. Ngon ạ. Hay cái súpa papa. Nè. Nó bán con súpa hả? Nè. Ba mẹ nó ăn nhiều rồi. Nó uống nước ngọt quá trời luôn à. Mà kêu cạo. Con. Tự cạo. Nó muốn. Nè. Đưa vô.
lần thứ ba. Hút miếng canh nhóc thứ hai. Nó ăn thử hả? Hả? Nó xin. Nó bà cô chú thương con nhiều nhiều nhất. Nhớ bà cô chú đăng ký chia sẻ like cho con nhiều nhất nha. Cảm ơn bà chú. Mong bà ăn chưa xong mà. Mong bà chú. Chào. Hả? Mà nói mà không khỏi nói nữa. Ăn đòn bây giờ. Mẹ không có chờ mình ăn xong. Ngồi quay. Mẹ ăn xong vậy mẹ nói. À dắt mắt cạp chưa xong hết mà. Ừ, nói gì vậy? Can you make me so damn nhiều cái chất thật thật. Did you get what? I don't know. Ông bà cứ chú đăng ký chia sẻ và like cho con nhiều nhất nha. Cảm ơn bà chú. Mong bà chú. Video mình quay tới đây thôi cả nhà. Hẹn cả nhà giờ clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.